Nếu như mà anh em chúng ta đó gọi là buôn tẩu giang hồ khó khăn quá đó, thì các bạn hãy luyện, ráng luyện đi, luyện lên cấp 20 nha. Luyện lên cấp 20, được không? Anh em mình luyện lên cấp 20 xong rồi bắt đầu anh em mình di chuyển qua dịp kiếm cốc tới đậu nhân què. Đậu nhân này nè, chị em biết rồi đó. Đó, ok chưa? Rồi ok, anh em mình tới ông đạo nhân này á, thì chúng ta gọi là bấm vào một cái, bấm vô trong ổng một cái, đúng không? Thì ổng nói gì cãi ổng, nhưng mà mình phải bấm giống như là để nhận nhiệm vụ á. Xong rồi bắt đầu anh em mình chạy vòng tròn của cái này, chạy vòng tròn cái chỗ này nè. Đó, anh em mình thấy cái con khí hầu không? Đó, hoàng hoàng chi hầu, anh em thấy hoàng chi hầu nha, đúng không? Ngay chỗ này nha, hoàng chi hầu hỏa nha. Anh em giết nó, giết nó cho tôi. Anh em giết con hoàng chi hầu này cho tôi, giết nó hai lần nha, hai lần nha. Hai lần nha quý vị, hai lần. Đó, anh chị thấy không, lên 45 thấy chưa? Thấy chưa quý vị? Đó, là anh chị em của chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Đó, chửi chân cái đạo nhân què. Thấy không? Thì chúng ta sẽ gọi là từ 20 và lên được 45. Thấy không? Ok chưa? Đó, anh em lên làm vụ quá trời luôn nha quý vị. Vâng, Lukaku đã có mặt. Rất là nhiều anh em đã lên có mặt để chửi chân cho gọi là đạo nhân què nha. Rất là nhiều anh em đang tập trung về đạo nhân què của chúng ta ngày hôm nay. A few moments later. Vâng, chúng tôi với bạn, đây là năm nhân vật dễ tin người nhất của năm tiền kỳ của chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta ngày hôm nay có thể trao thưởng cho năm nhân vật này, chẳng hạn như là Westernet gì nè, Lukaku là đại cao bao. Thì trước các bạn, năm nhân vật ngày hôm nay của chúng ta là năm nhân vật gọi là thiệt thà nhất của năm tiền kỳ nha các bạn.